kính thưa các quý đạo hữu, thưa cô gần đây có nhiều người dùng từ chữa lành hay đi chữa lành ở giao tiếp hàng ngày. Vậy chúng con xin hỏi trường hợp Phật tử đi làm cũng nói từ chữa lành thì có bị mất niệm quy y không ạ? À? Đạo tràng tư duy khi nói từ chữa lành hay đi chữa lành với bạn bè nếu Phật tử không tác ý vào đó thì sẽ không bị mất niệm quy y ạ. À? Thực ra ở ngoài đời các quý đạo hữu bây giờ người ta thường dùng cái từ sang chảnh một tí sang một tí chứ còn chữa lành chữa lành tức là người ta đang có cái vết thương ở trong lòng để đi chữa lành Bây giờ hay dùng thế còn nhà phật nhà mình thì gọi là gì đi tu học để giải trừ phiền não Thế như ở ngoài đời người ta cũng nói thế này Ví dụ tâm hồn người ta đang rất là mệt mỏi Thì bây giờ người ta đi du lịch một bữa để chữa lành cái tâm hồn Nhưng cái lời đói đó nó không chính ngữ đâu Có thể là tâm hồn người ta đang mệt mỏi Nhưng nếu đi vào mà làm những việc phạm giới thì nó không chữa lành Mà nó sẽ gọi là uống thuốc gì? Uống thuốc giảm đau Nhưng rồi về lại đau hơn nếu, <laughs> nếu như chúng ta đi chúng ta làm việc phạm giới Có phải không? có đúng không thì cái đấy chưa gọi là đi chữa lành cho nên chúng ta phải dùng cái từ chữa lành này là chữa lành gì là chữa lành đi những cái giới bị gì bị thủng những cái gì bị sai bị tà kiết thì đi tu gọi là đi chữa lành đấy phải không chữa lành cái nghiệp của ta đi thế cho nên là chúng ta sống ở thế gian thì chúng ta vẫn dùng từ ở thế gian thế nhưng mà nếu như bạn mình mình thấy bạn mình đi đến đây để học các điều đạo đức đi chữa lành thì mình bảo ở đây đi chữa lành Chữa lành cũng được Đó là chuẩn nghĩa Thế nhưng nếu bạn mình mà lại bảo Rằng là thôi đi đi Thôi mấy người mình đi ăn Đi sát sinh mà ăn thì để chữa lành Cho đỡ phiền não thì mình bảo không được <laughs> Chữa không lành Thế nhưng mà thôi mình tùy thuận Có những cái mình nói được Có những cái mình không nói thì mình kiệm Mình không nói nữa Kính thưa quý đạo hữu tâm chế còn quán thích nhất là thế này Thường thường vẫn cứ hướng lên Phật ấy. Con bạch Phật Ngài là bậc chân thật ngữ ngữ nghĩa viên dung Đức Phật của chúng ta là ngữ nghĩa cực kỳ viên dung Ngữ nghĩa đồng nhau Ngữ thế nào thì nghĩa như vậy Tức là nói những đời ngữ nghĩa không trái nhau Thế rồi thì Ngài nói những những cái, cái nghĩa mà ở thế gian Từ và nghĩa ở thế gian không hề biết đến Vô thường là thế gian không biết Do các Đức Phật trên thế gian mới biết được vô thường có phải không thế ra làm gì biết được cái đấy đâu thế cho nên là tâm trí quán rất thích mình tu làm sao đó mà mình sau này được nghĩa ngữ viên dung tức là lời nói của mình ra nó có nghĩa rất chuẩn với sự việc với hiện tượng vì thế cho muốn được cái đó thì chúng ta phải giữ cái giới khẩu nghiệp cho thật tốt nói phải đúng nói phải chuẩn phải chân thực cho nên là với thế gian với những người chưa hiểu phật pháp thì chúng ta đi a dua theo ngoài đời chúng ta nói như thế để nấy lòng chúng ta nói như thế để giữ quan hệ nhưng khi một người đã biết đến phật pháp chúng ta không bị tất cả những cái gì làm cho chúng ta bị động tâm như vậy phải tìm những từ nó có nghĩa của nó mà cái nghĩa của nó nó phải phù hợp với sự việc hiện tượng của mình đang cần đưa ra, cái đấy là cái chúng ta phải phấn đấu có quý đạo hữu chứ không phải là chúng ta nói những lời làm sàm để chúng ta có cái quan hệ với một số người giữ những cái mối quan hệ không cần thiết, có những cái chúng ta không nên nói im lặng được mà có ai bắt đâu. Nếu mà cái lời nói của chúng ta nó tổn hại đến trí tuệ của chúng ta thì chúng ta không nói nặng im còn hơn. Còn nếu mà nói cái gì mà đem lại lợi ích trong nhân quả cho mình thì nên nói thật nhiều, đấy, nhá cho nên là những cái từ này nếu thật sự nó mà mang lại lợi ích thì các đạo hữu nói ví dụ các bạn của các đạo hữu là thích từ chữa lành thì các đạo hữu rủ đi tu bỏ đi chữa lành đi cái đấy là chuẩn ngữ nghĩa luôn đúng không chữa lành những gì chữa lành ta có tránh kiến ta có thiện tâm chữa lành nhân quả hướng tới thiện quả đấy là gọi là đi chữa lành đi học Phật là đi chữa lành nhé yeah.